hoạt động bot toàn cổ cho cảnh diệu nha mọi người. Đây là chỉ số của cảnh diệu nha. Cảnh diệu chỉ số này để KS bot nha mọi người. Chỉ có 457k nội thôi. Để mốt tôi lấy cái tỷ võ trạng nguyên đó thì nó sẽ lên tới đây 32k băng. Thì võ trạng nguyên thì nó lên tới 500k luôn á. Kháng độc là 3k5, 32k băng. Ghê hôm, ghê hôm. Trời lạnh quá à. Oh my god, làm như sắp tới Giáng sinh hay sao mà lạnh dữ vậy. Mọi người xem cho tôi một like nha, rảnh nữa là đăng chia sẻ cho các hội nhóm. Con boss nó ra đây đúng không? Má 8 kiếp không có ăn boss bàn cổ luôn á. Làm biến á. Ủa con boss đi đâu trời. Con boss đi đâu rồi? Ôi boss ra, boss ra. Cái này là mất máu nè, cái này là mất máu nè. Theo đội mấy má, quánh nó là chết. Quánh nó là chết. Nó quánh con boss thì cho ông chết là cho mất 30 triệu ớt, mấy má điên. Quánh thì canh bán kỹ chưa? Hai đứa chết thôi kìa. Ê tôi cũng là Gami nè, tôi sắp chết tới nơi rồi nè. Kìa thật sự luôn. Ủa sao nó cứ phản đam hoài vậy mấy má? Nó cứ phản đam hoài vậy. Chết rồi, bữa này xong. Sao có tớp rồi, tôi mắc cười quá à. Ủa ad này sao bị dính hiệu ứng rồi. Cái này thiên quan bị dính hiệu ứng rồi, nó thiếu trùng quá để đặt định hải vậy. Rồi chết queo luôn bà nội cha nó. Tiêu rồi. Đó mấy má không chịu rải Ngami á. Mình bình thường boost một mình tôi là tôi sống rồi. Làm sao bây giờ chết luôn rồi nè. Để cho thiên quan vô top 10 đã. Bị dính hiệu ứng chết queo luôn rồi. Ủa cái gì vậy? Đủ ngược. Trời cái gì ông đủ hai kim nguyên bảo. Thôi tôi bớt tìm mấy má vô. Mấy má thấy mấy má hại đời tôi chưa? Trời đủ. Mẫn thiên chết luôn. Tôi kêu tự gãi Ngami đi. Mấy con Hà Bá mơ mốt tự gãi Gabi đi làm tôi chết hết hai hạt luôn rồi nè. Tôi cười ẻ luôn mà cười muốn sặc máu luôn rồi nè. Hết được top 1 luôn rồi. Tôi cười mà tôi muốn xỉu. Trời đủ. Kêu mấy má tự gãi nha mấy má. Bây giờ đi kiếm tôi. Bây giờ Ngami người ta tự boost tổ đội không mà không ai boost cộng đồng đâu mấy má. Chết thì đáng chịu. Mệt mỏi với mấy má không chịu gãi Ngami. Tôi đã nói bây giờ Ngami người ta boost tổ đội không mà thôi để tôi cho cảnh diệu ra tôi tự đánh tôi tự boost. Mà không được cho cảnh diệu ra không ai cầm cây nữa.
Bây giờ là chỉ có tự đánh tự bút thôi chứ không có ai bút giùm cho mấy má đâu. Rồi đã, bây giờ ai không tự giác thì tự chết. Rồi chơi đủ. Cái gì vậy trời? Cảm thấy mệt mỏi. Cái gì mà chết một lượt chết hết trơn luôn rồi kìa. Thôi mốt tôi không có bớt đi mấy má này vô đâu, vô hại đời tôi quá à. Server này á, server này có con phe à mọi người. PK còn không chết luôn á, người đánh con boss chết hoài luôn. Đánh con boss rồi Mẫn Thiên chết rồi kìa. Nó cười ỉa là có thiệt. Rồi con Nga Mi tôi chết rồi nè mấy má. Rồi xin vậy thôi. Mà sao giờ này con boss nó mạnh dữ vậy mọi người, có thấy con boss nó mạnh không? Giờ này con boss nó mạnh dữ hả? Tôi cười ỉa luôn á. Không phải tôi gà đâu, tại mấy con quỷ này nè, nó đi vô nó ké tôi nè, tôi mệt muốn chết. Là bình thường một mình tôi anh bốn con Nga Mi tôi bút nó không bao giờ nó chết được hết trơn. Nó tôi vô tôi bút ké cho mấy má này nè, mấy má trong lãnh cung này vô đây ám tôi nè, mốt tự lóc Nga Mi đi nha 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 nha. Không được top 1 thì mình KS tuyệt sắc cũng được. Không được top 1 thì KS tuyệt sắc coi sao đâu. KS tuyệt sắc nè. Để coi ai tuyệt sắc vậy. Rồi Obelix được tuyệt sắc rồi, tôi không được tuyệt sắc luôn. Để tôi chửi nè. Này mấy má vô ám tôi mới chết 5 mạng luôn nè.
À, đi qua phá thành nha mọi người, đi qua phá thành nè. Đi qua phá thành cái. Cảnh diệu có tốp bữa hổ mày hả? Ủa tôi tưởng hồi thứ năm không có ai ăn vậy, tôi đi chủ nhật tôi ăn nữa làm chi vậy trời. Tại đái. Tôi mắc cười. Biết vậy cho Hiểu Phong ăn rồi. Trời ơi tôi tưởng cảnh diệu chưa có tốp. Trời ơi tôi tưởng hồi nãy quên, tôi tưởng cảnh diệu. Trời ơi sorry nhiều nha, thôi kệ đi để ăn nhận bữa nay thứ năm ăn tiếp. Túi đeo thiếu không gian. Để đi qua mở thành nè. Đi qua mở ứng nè. Hình như hôm nay quên chưa có mua cái gì luôn á. Đi qua mở thành nè. Chưa có mua ấy thì giờ lộn mở thành đi lộn mở lộn mát rồi. Chưa có mua đồ nè, mỗi không mua đồ lắm nha mọi người. À để đi vô mở thành nè. Bay con chim vô. Ứng này nó trâu bà cố luôn nè mọi người coi nè, đánh nó mất máu luôn á đó. Đó, ứng này trâu bà cố luôn, bởi vì tôi để là công được một thành đó, công được cái thành rất là khó. Thấy không mọi người coi nè, ở đây là hơn một bó ti đánh mà máu nó không thấy nhúc nhích gì hết trơn á, đau lắm. Để mà đánh được cái ứng này á thì phải mở được 3/4 cơ quan nữa nên rất là khó luôn. Thấy không? Đã mất được có chút xíu máu à.
con này lâu lắm. Mình chỉnh cao thì mình vô cái phần pin system. Pin system rồi chỉnh ngay cái phần camera. Còn muốn xoay được với lại chỉnh cao lên chỉnh xuống thì mình mở góc nhìn trên không, còn không có thì nó sẽ không kéo lên kéo xuống được. Ủa sao tù nó không quánh vậy má? Tôi chưa mở ô tô lấy gì quánh. Cho mọi người coi nó bao biết bao nhiêu con người đánh cái ứng mà nó còn không bể nữa à. Là rồi làm sao mà công được khi mà có người thủ ở mấy cái cơ quan, mọi người phải suy nghĩ là nó rất là khó, cái chuyện nó rất là khó lắm luôn á. Quá trời người đánh mà nó cũng mất máu tè tè. Rồi hôm về tôi chờ không có phù của Minh Chấn nữa. Tôi sợ bị kẹt trong thành lắm má, bữa bị kẹt hết lần rồi cười ỉa. Bữa bị kẹt hết lần rồi. Thôi bây giờ mình sẽ mở live show đánh lôi đài với cảnh diệu nha.